Chúng ta cần thân này, cần thân để chúng ta tu hành. Không thể giúp ta tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì thật là ghê gớm. Bài học trước tôi đã nhắc đến sự nghiêm trọng của việc phá thai giết người. Có một học trò đưa cho tôi sắp tài liệu. Trong tài liệu này nói, căn cứ theo tính toán của Tổ chức Vệ sinh Thế giới, trên toàn cầu mỗi ngày có 15 vạn người phá thai. Như vậy chính là giết 15 vạn người. Trong đó có 500 người phụ nữ vì phá thai mà chết. Mỗi ngày có 500 người phụ nữ phá thai mà chết, 15 vạn trẻ con bị giết, là mỗi ngày. Như vậy thì mỗi năm có bao nhiêu? Một năm có khoảng 5.000 vạn người, chính là 5.000 vạn trẻ em bị giết. Là một năm. Hai năm là một ức. Những oan gia trái chủ này nhất định không tha cho những ai đã làm điều này. Đặc biệt còn có một ví dụ. Ở Hồng Kông có một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Cô ta sám hối vì chính mình đã từng phá thai hơn 10 lần. Giết người nhất định phải đền mạng. Giết người nhiều như vậy thì quả báo ở đâu? Ở trong địa ngục vô gián. Điều này không đáng sợ sao? Phụ nữ phá thai thì họ có tội, nhưng người đàn ông cũng có tội như vậy. Tội không phải một người, cả hai đều có tội. Đây là một tính toán rất chắc chắn. Một ngày có 15 vạn người chết. Nhân số tử vong cao hơn bất cứ chiến tranh nào. Đây là tình hình xã hội bây giờ. Thật quá khủng khiếp phải không? Tạo ác nghiệp như vậy, họ có thể có phước báo chăng? Họ sẽ có kết quả tốt chăng? Các bạn trẻ cần phải giác ngộ. Đây là một con đường chứ. Mặc dù ta không chết thì suốt cuộc đời này ta sống cũng rất đáng thương. Tại sao phải tạo nên loại ác nghiệp này? Đã từng có người đưa ra vấn đề này. Ngày nay mỗi người trên toàn thế giới, chính mình phải cố gắng tự phản tỉnh. Tội như vậy đã xứng đáng để đọa địa ngục A Tỳ không?
chắc chắn là đại đa số đều không thể tránh khỏi. Vì sao lại tạo nên tội nghiệp nặng nề như vậy?